Những người thực hiện chuyên mục câu chuyện vùng cao tuần này xin kính chào quý vị và các bạn. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu Tén Tằn để cập nhật thông tin về tình hình kiểm tra kiểm soát người, hàng hóa, phương tiện qua lại khu vực biên giới nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh do viêm phổi cấp virus corona gây ra. Trong phần tiếp theo sẽ là ghi nhận của phóng viên chuyên mục về những dấu ấn từ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 11 huyện miền núi của tỉnh trong thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, trước sự lây lan trên diện rộng của dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra, hiện nay công tác phòng chống dịch ở khu vực biên giới cửa khẩu đã được lực lượng bộ đội biên phòng khẩn trương thực hiện. Chúng tôi đã kết nối được điện thoại với Thiếu tá Lê Huy Nghĩa, Phó đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, huyện Mường Lát để cập nhật những thông tin liên quan. Xin chào Thiếu tá Lê Huy Nghĩa, trước sự nguy hiểm của dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra, đồn biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã có những biện pháp gì nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh? Vâng, xin chào biên tập viên. Thưa quý vị khán giả của đài truyền hình Thanh Hóa, thực hiện cái chỉ đạo của trên, mà nhất là cái chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa về công tác dịch và công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, thì đồn biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã xác định đây là một cái nhiệm vụ quan trọng mang tính cấp bách, trên tinh thần là khẩn trương kịp thời phòng chống dịch và cũng không hoang mang. Thì đơn vị đã chủ động đưa ra nhiều cái biện pháp để phòng chống dịch, và nếu có dịch thì hạn chế thấp nhất đến sự lây lan. Cụ thể là trước hết là quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tất cả các văn bản điện chỉ đạo liên quan trực tiếp đến công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp, để cán bộ chiến sĩ hiểu rõ được cái nguy cơ, tác hại và cách phòng chống. Đồng thời thì chỉ đạo quân y của đơn vị mua các vật tư y tế như là khẩu trang, nước rửa tay, rồi cloramin, tiến hành phun khử trùng xung quanh đơn vị, rồi trạm biên phòng cửa khẩu, rồi khu vực cửa khẩu. Hiện nay thì đơn vị đã đặt mua được 5.000 chiếc khẩu trang để phục vụ cho cái công tác phòng dịch tại đơn vị và cho cái lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại cửa khẩu, để phát miễn phí cho học sinh, nhân dân trên địa bàn, nhất là cái cư dân và hành khách qua lại cửa khẩu. Vậy thưa Thiếu tá Lê Huy Nghĩa, việc tăng cường tuyên truyền cho người dân qua lại cửa khẩu về cách phòng chống dịch bệnh đã được đồn biên phòng cửa khẩu Tén Tằn thực hiện như thế nào? Đơn vị đã tập trung chỉ đạo phân công lực lượng tăng cường các lực lượng tuần tra kiểm soát tại cửa khẩu, hai bên cánh gà của cửa khẩu, đường mòn và trên biên giới, để kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý các cái trường hợp vượt biên, buôn lậu, nhất là các đối tượng vi phạm mà có dấu hiệu lâm sàng của dịch, từ đó có biện pháp ngăn chặn, cách ly để tránh cái trường hợp lây lan. Ngoài ra thì đơn vị cũng chủ động làm tốt cái công tác tuyên truyền, xác định cái nội dung tuyên truyền là cái biện pháp hữu hiệu nhất cho bà con nhân dân ở các bản, các khu trên địa bàn thị trấn Mường Lát và hành khách qua lại cửa khẩu, để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất. Thì đơn vị cũng đề nghị trên trang cấp thêm các vật tư y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch, mà nhất là cái máy đo thân nhiệt cho lực lượng kiểm dịch tại cửa khẩu. Vâng, xin cảm ơn Thiếu tá Lê Huy Nghĩa đã tham gia chương trình. Xin chúc các cán bộ chiến sĩ của đồn luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 5 huyện, 341 xã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, khu vực các huyện miền núi có 57 xã và 690 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 13,5 tiêu chí một xã. Có 72 trên 645 thôn bản đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, từ chính sách hỗ trợ của tỉnh, các địa phương thuộc 11 huyện miền núi đã trích nguồn ngân sách của địa phương kích cầu các thôn xóm thi đua xây dựng nông thôn mới, như xây dựng nhà văn hóa, bê tông hóa đường làng ngõ xóm, xây dựng các mô hình sản xuất cho thu nhập cao, vân vân. Nhờ đó, năm 2019, toàn tỉnh có thêm 150 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, 5 thôn bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu,
vượt 20% kế hoạch đề ra. Điểm nhấn hầu hết các thôn bản này là thu nhập, mức hưởng thụ văn hóa được nâng cao, các giá trị văn hóa tốt đẹp của làng quê vùng miền được gìn giữ phát huy, môi trường cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp. Người dân chúng tôi thấy là thiết thực được thực hiện, đó là đời sống của nhân dân được nâng cao rõ ràng, đường trường trạm cũng được khang trang hơn, con em cũng được học hành tốt hơn, và bản thân chúng tôi là những người cao tuổi, chúng tôi cũng được hưởng thụ. Từ phong trào xây dựng thôn bản nông thôn mới đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới, cho đến nay tình hình kinh tế xã hội các thôn bản, đặc biệt là các thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi đã có bước phát triển khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,7%, GDP đầu người bình quân đạt 1.202 USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, đã hình thành một số sản phẩm chủ lực, tạo đà cho phát triển nông nghiệp hàng hóa. Một số mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ được xây dựng và nhân rộng. Điển hình như mô hình trồng thanh long ruột đỏ ở xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành cho thu nhập khoảng 350 triệu đồng trên hecta. Mô hình trồng cây giềng tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh cho thu nhập 170 triệu đồng trên một hecta. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường và củng cố. Các nét văn hóa truyền thống được khôi phục duy trì, an ninh trật tự xã hội được tăng cường, hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố kiện toàn vững chắc. Có được kết quả này, có thể nói là thứ nhất là được sự lãnh đạo, chỉ đạo rất sát sao, trực tiếp, toàn diện, quyết liệt, có quyết tâm chính trị cao, bám sát được mục tiêu chương trình của các cấp ủy, chính quyền các cấp. Thứ hai là sự hưởng ứng tích cực, tự giác, phát huy cao vai trò chủ thể của người dân, các tổ chức trong hệ thống chính trị vào cuộc một cách tích cực, hiệu quả. Văn phòng điều phối nông thôn tỉnh cũng như các ngành, các sở phụ trách các tiêu chí nông thôn mới đã có cái việc phát huy cao cái vai trò trách nhiệm, bám sát, làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Là một xã với xuất phát điểm thấp, cơ sở vật chất nghèo nàn, từ chương trình xây dựng nông thôn mới, hiện nay xã Yên Lễ, huyện Như Xuân đã hoàn thiện hệ thống giao thông, nâng cao tỷ lệ km đường trục thôn và đường liên thôn, trong đó các tuyến đường chính từ trung tâm xã đến các thôn đã được nhựa hóa đạt 100%, đường trục xã và liên xã được cứng hóa đạt trên 70%, đường ngõ xóm xanh và không lầy lội vào mùa mưa đạt 100%. Toàn xã có 97% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, số hộ có nhà ở đảm bảo đạt tỷ lệ 95%. Thành công nhất từ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, đó là tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Để có thêm những điều kiện thuận lợi trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương miền núi đã phối hợp với các sở ngành mở các lớp tập huấn kiến thức xây dựng nông thôn mới cho các đối tượng là trưởng thôn bản, chủ tịch ủy ban dân xã, bí thư đảng ủy xã và cán bộ phòng nông nghiệp huyện. Thực hiện chính sách của tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, khen thưởng hàng năm, khen thưởng giai đoạn cho mỗi thôn bản đặc biệt khó khăn có thành tích xuất sắc trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới với mức thưởng 50 triệu đồng. Thực hiện tốt vai trò của mình trong việc theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ thôn bản xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức như hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, v.v. Xác định việc xây dựng thôn mới thì cơ bản trước đây và bây giờ thì cho rằng là cái đời sống văn hóa của bà con nó nâng lên, đời sống cơ sở vật chất của bà con nó nâng lên và ý thức của bà con nó cũng nâng lên. Thì cái xây dựng thôn mới thì để cho hiện nay và trước đây đấy thì cơ bản nhìn thấy bộ mặt nông thôn nó được thay đổi toàn diện. Năm 2020, 11 huyện miền núi của tỉnh đặt ra mục tiêu sẽ có khoảng 30-40% số thôn bản đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân. Cùng với đó, các địa phương tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, để hết năm 2020, mỗi địa phương sẽ có ít nhất một thôn bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới không chỉ làm đổi thay toàn diện đời sống người dân nông thôn miền núi mà còn góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong công cuộc đổi mới. Chuyên mục câu chuyện vùng cao tuần này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.